Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy đối với các pháp thường ưa quyết trạch, nhưng chẳng nắm bắt sắc, cũng chẳng nắm bắt thọ tưởng hành thức, chẳng nắm bắt nhãn xứ, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng nắm bắt sắc xứ, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nắm bắt nhãn giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng nắm bắt sắc giới, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nắm bắt nhãn thức giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng nắm bắt nhãn xúc, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng nắm bắt các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nắm bắt các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nắm bắt địa giới, cũng chẳng nắm bắt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng nắm bắt vô minh, chẳng nắm bắt hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng nắm bắt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nắm bắt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng nắm bắt pháp không nội, cũng chẳng nắm bắt pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng nắm bắt trơn như, cũng chẳng nắm bắt pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng nắm bắt bốn niệm trụ, cũng chẳng nắm bắt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng nắm bắt thánh đế khổ, cũng chẳng nắm bắt thánh đế tập diệt đạo, chẳng nắm bắt bốn tịnh lượng, cũng chẳng nắm bắt bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nắm bắt tám giải thoát, cũng chẳng nắm bắt tám tháng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng nắm bắt pháp môn tam ma địa, cũng chẳng nắm bắt pháp môn đà la ni, chẳng nắm bắt năm loại mắt, cũng chẳng nắm bắt sáu phép thần thông, chẳng nắm bắt mười lực Phật, cũng chẳng nắm bắt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nắm bắt pháp không quên mất, cũng chẳng nắm bắt tánh luôn luôn xả, chẳng nắm bắt trí nhất thiết, cũng chẳng nắm bắt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nắm bắt quả dự lưu, cũng chẳng nắm bắt quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng nắm bắt quả vị độc giác, chẳng nắm bắt tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng nắm bắt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng nắm bắt sắc, cũng chẳng nắm bắt thọ tưởng hành thức, nếu chẳng nắm bắt nhãn xứ, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nếu chẳng nắm bắt sắc xứ, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp xứ, nếu chẳng nắm bắt nhãn giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, nếu chẳng nắm bắt sắc giới, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp giới, nếu chẳng nắm bắt nhãn thức giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, nếu chẳng nắm bắt nhãn xúc, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, nếu chẳng nắm bắt các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nắm bắt các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nếu chẳng nắm bắt địa giới, cũng chẳng nắm bắt thủy hỏa phong không thức giới, nếu chẳng nắm bắt vô minh, cũng chẳng nắm bắt hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, nếu chẳng nắm bắt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nắm bắt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng nắm bắt pháp không nội, cũng chẳng nắm bắt pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nếu chẳng nắm bắt trơn như, cũng chẳng nắm bắt pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nếu chẳng nắm bắt thánh đế khổ, cũng chẳng nắm bắt thánh đế tập diệt đạo,
Nếu chẳng nắm bắt bốn niệm trụ, cũng chẳng nắm bắt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nếu chẳng nắm bắt bốn tịnh lự, cũng chẳng nắm bắt bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nếu chẳng nắm bắt tám giải thoát, cũng chẳng nắm bắt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nếu chẳng nắm bắt pháp môn tam ma địa, cũng chẳng nắm bắt pháp môn đà la ni. Nếu chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nếu chẳng nắm bắt năm loại mắt, cũng chẳng nắm bắt sáu phép thần thông. Nếu chẳng nắm bắt mười lực Phật, cũng chẳng nắm bắt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng nắm bắt pháp không quên mất, cũng chẳng nắm bắt tánh luôn luôn giả. Nếu chẳng nắm bắt trí nhất thiết, cũng chẳng nắm bắt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nếu chẳng nắm bắt quả dự lưu, cũng chẳng nắm bắt quả nhất lai bất hoàn a la hán. Nếu chẳng nắm bắt quả vị độc giác, nếu chẳng nắm bắt tất cả hạnh đại Bồ Tát, nếu chẳng nắm bắt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì làm sao có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thì làm sao có thể nhập bậc chánh tánh ly sanh của đại Bồ Tát. Nếu chẳng nhập bậc chánh tánh ly sanh của đại Bồ Tát, thì làm sao có thể nghiêm tịnh cõi Phật. Nếu chẳng có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thì làm sao có thể thành thục hữu tình. Nếu chẳng thành thục hữu tình, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí. Nếu chẳng đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự. Nếu chẳng có thể chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự, thì làm sao có thể giải thoát các khổ sanh tử của vô lượng trăm ngàn ức triệu các loài hữu tình, và làm cho chứng đắc niết bàn thường lạc ngã tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì sắc mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thọ tưởng hành thức mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì nhãn xứ mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì sắc xứ mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thanh hương vị xúc pháp xứ mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì nhãn giới mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì sắc giới mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thanh hương vị xúc pháp giới mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì nhãn thức giới mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì nhãn xúc mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì địa giới mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thủy hỏa phong không thức giới mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì vô minh mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì bố thí ba la mật đa mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì pháp không nội mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi pháp, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì chân như mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, chẳng vì thánh đế khổ mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thánh đế tập diệt đạo mà tu bát nhã ba la mật đa.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì bốn niệm trụ mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm đực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì bốn tịnh lự mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì tám giải thoát mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì pháp môn Tam Ma Địa mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì pháp môn Đà La Ni mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì pháp môn giải thoát không mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì năm loại mắt mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì sáu phép thần thông mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì mười lực Phật mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì pháp không quên mất mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì tánh luôn luôn xả mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì trí nhất thiết mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì quả dự lưu mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng vì quả nhất lai bất hoàn A La Hán mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì quả vị độc giác mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì mục đích gì mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát không vì mục đích gì hết mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp không vì mục đích, không có sự tạo tác. Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì mục đích, không có sự tạo tác. Quả vị giác ngộ cao tột cũng không vì mục đích, không có sự tạo tác. Đại Bồ Tát cũng không vì mục đích, không có sự tạo tác. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên lấy việc không vì mục đích, không có sự tạo tác mà làm phương tiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không vì mục đích, không có sự tạo tác, thì chẳng nên an lập ba thừa sai khác, đó là Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, Vô Thượng thừa. Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng phải an lập pháp không mục đích, không tạo tác có thể nắm bắt được, mà cần phải an lập pháp có mục đích, có tạo tác, có thể nắm bắt được. Vì sao? Này thiện hiện, vì có các hạng ngu si phàm phu không học hỏi, chấp trước sắc, cũng chấp trước thọ tưởng hành thức, chấp trước nhãn xứ, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chấp trước sắc xứ, cũng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, chấp trước nhãn giới, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chấp trước sắc giới, cũng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, chấp trước nhãn thức giới, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chấp trước nhãn xúc, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chấp trước các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chấp trước địa giới, cũng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, chấp trước vô minh, cũng chấp trước hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chấp trước bố thí ba la mật đa, cũng chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa, chấp trước pháp không nội, cũng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chấp trước chân như, cũng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chấp trước bốn niệm trụ, cũng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chấp trước thánh đế khổ, cũng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, chấp trước bốn tịnh lự, cũng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
chấp trước pháp môn giải thoát không, cũng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chấp trước tám giải thoát, cũng chấp trước tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, 10 biến xứ, chấp trước pháp môn tam ma địa, cũng chấp trước pháp môn đà la ni, chấp trước năm loại mắt, cũng chấp trước sáu phép thần thông, chấp trước 10 lực Phật, cũng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chấp trước pháp không quên mất, cũng chấp trước tánh luôn luôn xả, chấp trước trí nhất thiết, cũng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chấp trước quả dự lưu, cũng chấp trước quả nhất lai bất hoàn a la hán, chấp trước quả vị độc giác, chấp trước tất cả hạnh đại bồ tát, chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, các hạng ngu si phàm phu không học hỏi ấy, do vì chấp trước nên nghĩ sắc thì đắc sắc, nghĩ thọ tưởng hành thức thì đắc thọ tưởng hành thức, nghĩ nhãn xứ thì đắc nhãn xứ, nghĩ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thì đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nghĩ sắc xứ thì đắc sắc xứ, nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ thì đắc thanh hương vị xúc pháp xứ, nghĩ nhãn giới thì đắc nhãn giới, nghĩ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thì đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, nghĩ sắc giới thì đắc sắc giới, nghĩ thanh hương vị xúc pháp giới thì đắc thanh hương vị xúc pháp giới, nghĩ nhãn thức giới thì đắc nhãn thức giới, nghĩ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thì đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, nghĩ nhãn xúc thì đắc nhãn xúc, nghĩ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc thì đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, nghĩ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thì đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nghĩ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra thì đắc các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nghĩ địa giới thì đắc địa giới, nghĩ thủy hỏa phong không thức giới thì đắc thủy hỏa phong không thức giới, nghĩ vô minh thì đắc vô minh, nghĩ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu thân khổ yêu não thì đắc hành cho đến lão tử sầu thân khổ yêu não, nghĩ bố thí ba la mật đa thì đắc bố thí ba la mật đa, nghĩ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đắc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nghĩ pháp không nội thì đắc pháp không nội, nghĩ pháp không ngoại pháp không nội ngoại, pháp không không pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì đắc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nghĩ chân như thì đắc chân như, nghĩ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ thì đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nghĩ thánh đế khổ thì đắc thánh đế khổ, nghĩ thánh đế tập diệt đạo thì đắc thánh đế tập diệt đạo, nghĩ bốn niệm trụ thì đắc bốn niệm trụ, nghĩ bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thì đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nghĩ bốn tịnh lự thì đắc bốn tịnh lự, nghĩ bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đắc bốn vô lượng bốn định vô sắc, nghĩ tám giải thoát thì đắc tám giải thoát, nghĩ tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ thì đắc tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ, nghĩ tất cả pháp môn tam ma địa thì đắc tất cả pháp môn tam ma địa, nghĩ tất cả pháp môn đà la ni thì đắc tất cả pháp môn đà la ni, nghĩ pháp môn giải thoát không thì đắc pháp môn giải thoát không, nghĩ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nghĩ năm loại mắt thì đắc năm loại mắt, nghĩ sáu phép thần thông thì đắc sáu phép thần thông, nghĩ 10 lực Phật thì đắc 10 lực Phật, nghĩ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng thì đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nghĩ pháp không quên mất thì đắc pháp không quên mất, nghĩ tánh luôn luôn xả thì đắc tánh luôn luôn xả, nghĩ trí nhất thiết thì đắc trí nhất thiết, nghĩ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nghĩ quả dự lưu thì đắc quả dự lưu, nghĩ quả nhất lai bất hoàn a la hán thì đắc quả nhất lai bất hoàn a la hán, nghĩ quả vị độc giác thì đắc quả vị độc giác, nghĩ tất cả hạnh đại bồ tát thì đắc tất cả hạnh đại bồ tát, nghĩ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, các hạng ngu si phàm phu không học hỏi ấy, nghĩ thế này, sắc chắc chắn có thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức chắc chắn cũng có thể nắm bắt được, ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột,
thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Nhãn xứ chắc chắn có thể nắm bắt được nhĩ tĩ thể thân ý xứ, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Sắc xứ chắc chắn có thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Nhãn giới chắc chắn có thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thể thân ý giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Sắc giới chắc chắn có thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Nhãn thức giới chắc chắn có thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Nhãn xúc chắc chắn có thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thể thân ý xúc chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chắc chắn có thể nắm bắt được. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Địa giới chắc chắn có thể nắm bắt được, thủy hỏa phong không thức giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Vô minh chắc chắn có thể nắm bắt được, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Bố thí ba la mật đa chắc chắn có thể nắm bắt được, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Pháp không nội chắc chắn có thể nắm bắt được, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Chân như chắc chắn có thể nắm bắt được, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Thánh đế khổ chắc chắn có thể nắm bắt được, thánh đế tập diệt đạo chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Bốn niệm trụ chắc chắn có thể nắm bắt được, bốn chánh đạo, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Bốn tịnh lượng chắc chắn có thể nắm bắt được, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Tám giải thoát chắc chắn có thể nắm bắt được, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc.
tất cả pháp môn tam ma địa chắc chắn có thể nắm bắt được, tất cả pháp môn đà na ni chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Pháp môn giải thoát không chắc chắn có thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Năm loại mắt chắc chắn có thể nắm bắt được, sáu phép thần thông chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Mười lực Phật chắc chắn có thể nắm bắt được, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Pháp không quên mất chắc chắn có thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Trí nhất thiết chắc chắn có thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Quả dự lưu chắc chắn có thể nắm bắt được, quả nhất lai bất hoàn a la hán chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Quả vị độc giác chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Tất cả hạnh đại Bồ Tát chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc. Này thiện hiện, các hạ ngu si phàm phu không học hỏi ấy, vì điên đảo nên nghĩ như thế, tức là hủy báng Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì Phật dùng năm loại mắt cầu sắc còn chẳng thể được, cầu thọ tưởng hành thức còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu nhãn xứ còn chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt, cầu sắc xứ còn chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt, cầu nhãn giới còn chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu sắc giới còn chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp giới cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu nhãn thức giới còn chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu nhãn xúc còn chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng còn chẳng thể được. Cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốn giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể được, cầu các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng còn chẳng thể được.
cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thượng lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu địa giới còn chẳng thể được, cầu thủy hỏa phong không thức giới cũng còn chẳng thể được, cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu vô minh còn chẳng thể được, cầu hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu bố thí ba la mật đa còn chẳng thể được, cầu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng còn chẳng thể được, cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu pháp không nội còn chẳng thể được, cầu pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu chân như còn chẳng thể được, cầu pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, kiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu thánh đế khổ còn chẳng thể được, cầu thánh đế tập diệt đạo cũng còn chẳng thể được, cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu bốn niệm trụ còn chẳng thể được, cầu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng còn chẳng thể được, cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, kiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu bốn tịnh lự còn chẳng thể được, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, kiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu tám giải thoát còn chẳng thể được, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu tất cả pháp môn tam ma địa còn chẳng thể được, cầu tất cả pháp môn đà la ni cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu pháp môn giải thoát không còn chẳng thể được, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, chiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu năm loại mắt còn chẳng thể được, cầu sáu phép thần thông cũng còn chẳng thể được, cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu mười lực Phật còn chẳng thể được,
cầu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu pháp không quên mất còn chẳng thể được, cầu tánh luôn luôn xả cũng còn chẳng thể được. Cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu trí nhất thiết còn chẳng thể được, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng còn chẳng thể được. Cũng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu dự lưu,